tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thi hành các quyết định và lệnh khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Trường Hải, 46 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thời điểm bị khởi tố, ông Hải đã bị điều chuyển về làm nhân viên tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh khởi tố bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Lâm Thị Ngọc Tuyền, 42 tuổi, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, từ ngày 18 tháng 3 năm 2022 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao và được ông Võ Trường Hải, chủ tài khoản, giao chữ ký số, cung cấp mật khẩu giao dịch với kho bạc nhà nước. Lâm Thị Ngọc Tuyền đã ký khống một số chứng từ, lập khống hóa đơn, chứng từ để rút số tiền hơn 111 triệu đồng trả nợ cá nhân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cũng tại tỉnh Đồng Nai, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Minh Luân, sinh năm 1986, Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1990 và Trần Phương Trúc, sinh năm 1986. Cả 3 đều trú ở thành phố Biên Hòa về tội tham ô tài sản quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn gian dối từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023, các đối tượng Nguyễn Minh Luân, lái máy xúc, Trần Phương Trúc và Nguyễn Thị Ngọc Dung đều là nhân viên bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn HR ở phường Phước Tân đã cấu kết với nhau. Cụ thể, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 năm 2023, bằng các thủ đoạn gian dối, cả ba đã thông đồng với nhau chiếm đoạt tài sản là đá xây dựng của công ty với tổng trị giá hơn 660 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đang thụ lý để giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện. Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông có mã trái phiếu là ADC 2018.09, ADC 2018.09.1 và ADC 2019.01. Công ty cổ phần đầu tư Sunny World có mã trái phiếu SNW 2018.10, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận mã trái phiếu QT.2018.12.1 và công ty cổ phần dịch vụ và thương mại thành phố Hồ Chí Minh mã trái phiếu SET.H.2025 chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu kèm theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và chưa gửi đơn đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì tiếp tục gửi đơn để được xem xét theo quy định. Theo thông báo, thời gian nhận đơn đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2024. Sau thời gian này, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không nhận đơn yêu cầu bồi thường của các trường hợp sở hữu trái phiếu của 4 công ty kèm theo các mã trái phiếu nêu trên. Quyền lợi của các cá nhân này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự nếu các bên có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Secha. Theo hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát, Cúc Hartman Oliver, sinh năm 1954, là người Úc gốc Hoa và là em rể của Ngô Thanh Nhã, nên quan hệ quen biết Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đồng thời sở hữu ngân hàng SCB. Năm 2015, Trương Mỹ Lan sắp xếp cho Cúc Hartman Oliver giữ vị trí tổng giám đốc công ty An Đông. Năm 2019, giữ vị trí ủy viên hội đồng quản trị công ty Sài Gòn Peninsula. Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Cúc Hartman Oliver bị cáo buộc đồng phạm với Trương Mỹ Lan trong quá trình phát hành trái phiếu khống của công ty An Đông năm 2018, dẫn tới hậu quả hơn 30.000 nhà đầu tư bị lừa gần 25.000 tỷ đồng. Ông ta chịu tạm giam tại trại T771, Bộ Quốc phòng, hết hạn tạm giam vào ngày 12 tháng 7 năm 2024. Viện Kiểm sát cho rằng, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan và Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty An Đông, Cúc Hartman Oliver là người triển khai thực hiện và toàn quyền giao kết tất cả thỏa thuận, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu An Đông.
Ông ta sau đó đã 3 lần đặt bút ký các tài liệu khống. Đầu tiên, Cúc Hamann Oliver đại diện cho An Đông ký với Trương Vincent King, quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Đại diện cho công ty SPG 5 hợp đồng về việc An Đông cho SPC vay 29.200 tỷ đồng, lãi 11% một năm, thời hạn 5 năm. Số tiền này được dùng cho đầu tư các dự án mũi đèn đỏ và khu nhà ở đô thị tại phường Phú Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Từ việc hợp tác với SPC nói trên, Cúc Hamann Oliver ký thông báo phát hành hơn 249 triệu trái phiếu doanh nghiệp mã ADC, thời hạn 5 năm và sau đó, số trái phiếu này được bán cho 5 doanh nghiệp thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát trước khi đến tay các nhà đầu tư thứ cấp. Số tiền thu được, Cúc Hamann Oliver ký lệnh chuyển cho công ty SPG theo các hợp đồng hợp tác thực hiện dự án mũi đèn đỏ. Thực tế, tiền sau đó được Trương Vincent King hợp thức hóa, chuyển cho Trương Mỹ Lan tự do chi tiêu, không dùng để đầu tư thực hiện dự án như mục đích phát hành trái phiếu. Theo cáo trạng, việc phát hành trái phiếu khống, lừa đảo là cách Trương Mỹ Lan cứu vãn tình hình khi cả Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB đều gặp khó khăn tài chính. Ngoài An Đông, ba doanh nghiệp khác thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát cũng tham gia lừa đảo bán trái phiếu khống là công ty Quang Thuận, công ty Sunny World và công ty Secha. Trương Mỹ Lan yêu cầu các công ty trên huy động được 30.800 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu nhằm tạo dòng tiền duy trì hoạt động cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thay vì chi cho sản xuất, đầu tư theo mục đích phát hành trái phiếu được công bố. Viện kiểm sát cáo buộc nhóm của Trương Mỹ Lan phát hành 25 mã với tổng khối lượng hơn 308 triệu cổ phiếu, đến nay còn chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư thứ cấp và không có khả năng chi trả. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cho rằng sự thiếu sót của một số văn bản quy phạm pháp luật, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính là nguyên nhân, điều kiện dẫn tới hành vi phạm tội. Tuy nhiên, không có người của các cơ quan quản lý bị xử lý hình sự trong việc Trương Mỹ Lan lừa đảo, rửa tiền, chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới số tiền khổng lồ. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tạ Quốc Dân, 59 tuổi, quê Hà Nội, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Thành và Hà Đình Tuyên, 24 tuổi, quê Lào Cai, với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu. Vụ tai nạn tại hầm thủy điện Nậm Cấu xảy ra hôm 9 tháng 8 khiến một công nhân là ông CZ, 55 tuổi, quê tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tử vong và hai người khác bị thương. Theo tài liệu điều tra, dự án thủy điện Nậm Cấu có 5 đoạn hầm do công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Bùm Tở, huyện Mường Tè. Nơi xảy ra vụ tai nạn lao động là đoạn hầm số 3 do công ty Duy Thành thi công. Công ty Duy Thành giao cho thầu phụ là công ty Việt Trung Lê Thanh thi công với thỏa thuận vật liệu nổ sẽ do công ty Duy Thành cung cấp. Theo diễn biến vụ việc, vào lúc 6 giờ ngày 10 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu nhận được thông tin từ Công an huyện Mường Tè về việc một công nhân tử vong và hai người khác bị thương do sét đánh tại công trình thủy điện Nậm Cấu. Tuy nhiên, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu liên quan, cơ quan điều tra nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để tiếp tục điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan điều tra khẳng định nguyên nhân khiến nhóm công nhân tử vong khi thi công hầm thủy điện Nậm Cấu là do mìn phát nổ. Lật tẩy hành vi xóa dấu vết. Quá trình lấy lời khai của các đối tượng có liên quan cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, để xảy ra vụ tai nạn nêu trên, có trách nhiệm trực tiếp của ông Tạ Quốc Dân và ông Hà Đình Tuyên. Đồng thời, cơ quan điều tra còn cáo buộc, ông Tạ Quốc Dân còn có hàng loạt hành vi nhằm xóa dấu vết và hợp thức hóa quy trình nổ mìn trong lúc thi công hầm số 3, dự án thủy điện Nậm Cấu. Cụ thể, vào tối ngày 8 tháng 8, theo chỉ đạo của ông Dân, ông Nguyễn Tô Sâm, người được ủy quyền quản lý vật liệu nổ, thông báo với ông Tuyên, ngày mai cấp vật liệu nổ cho đội thi công. Đến sáng ngày 9 tháng 8, Tuyên mở cửa kho và cấp cho đại diện đội thi công 6 thùng thuốc nổ 144 kg, 2 kíp V-Sai 120 cái. Số thuốc nổ và kíp V-Sai sau đó được chuyển giao cho ông CZ sử dụng. Khoảng 17 giờ 30 ngày 9 tháng 8, ông Z nhận được thông tin trong hầm có 5 quả mìn chưa nổ nên đã cùng đội công nhân vào xử lý. Khoảng 19 giờ, nhóm công nhân nghe tiếng mìn nổ, đi vào kiểm tra, họ phát hiện ông Z đã tử vong. Kết quả điều tra bước đầu xác định, sau khi xảy ra vụ việc, ông Tạ Quốc Dân đã gọi điện thoại chỉ đạo ông Nguyễn Tô Sâm cùng một số người khác thay đổi toàn bộ hộ chiếu mìn nổ của hầm số 3. Cụ thể, thay đổi người quản lý Tạ Quốc Dân sang Nguyễn Tô Sâm, chỉ đạo Tạ Quốc Cường, thợ nổ mìn, ký giả mạo tên của anh Phạm Văn Hiếu, chỉ huy nổ mìn, vào tập hộ chiếu nổ mìn. Ông Dân còn yêu cầu ông Sâm
ký vào giấy ủy quyền công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ để hoàn thiện hồ sơ đối phó với cơ quan công an. Cơ quan chức năng cáo buộc Hà Đình Tuyên có hành vi cấp vật liệu nổ trái phép cho đội thi công khi không có hộ chiếu nổ mìn. Từ số vật liệu nổ Tuyên cấp trái phép, đội thi công trong quá trình sử dụng để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Tuyên khai, việc Tuyên cấp mìn cho người không đủ điều kiện đã diễn ra từ lâu và do ông Tạ Quốc Dân chỉ đạo với lý lẽ hoàn thiện thủ tục sau khi nổ. Đối với ông Tạ Quốc Dân, cơ quan điều tra xác định người này trực tiếp phụ trách thi công hiện trường công trình thủy điện Nậm Cấu, trong đó có quản lý sử dụng vật liệu nổ và chịu trách nhiệm về an toàn lao động. Quá trình lấy lời khai, ban đầu ông Tạ Quốc Dân thừa nhận bản thân là phó giám đốc công ty Duy Thành. Nhưng ở những lần làm việc sau, Dân thay đổi lời khai cho rằng bản thân không là phó giám đốc. Đồng thời, ông Dân cũng phủ nhận việc chỉ đạo Tuyên cấp vật liệu nổ trái phép cho đơn vị thi công. Ông Tạ Quốc Dân cho biết bản thân chỉ có trách nhiệm chỉ đạo chung công việc của công trường, trách nhiệm quản lý, việc sử dụng vật liệu nổ là do trách nhiệm của ông Nguyễn Tô Sâm. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, căn cứ vào lời khai của những đối tượng có liên quan, tất cả đều phản ánh ông Tạ Quốc Dân chính là người quản lý mọi hoạt động của công trình thủy điện Nậm Cấu, trong đó bao gồm cả việc quản lý sử dụng vật liệu nổ. Với các tài liệu chứng cứ thu thập cho thấy hành vi của ông Hà Đình Tuyên và ông Tạ Quốc Dân đã cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vật liệu nổ, vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!